Rồi, video này chào mọi người nhé. Thì anh vừa hoàn thành một con máy cho khách. Thì anh khách này yêu cầu con này vô cần mới, ống dày 2 ly, ti bự, ti 9 ly nha. Thì cần mới 100%. Và nhiều anh hỏi cần này mới có đắt không? Thì giá nó 700 nha. Thì ống nó đến 2 ly, ống cần 28 ly lận. Nên mọi người về xài rất là xịn. Đặc biệt là cần dài, xài rất là phê. Thì nhiều khi em nói mấy bác không tin cái cần, mấy cần này này mấy bác xài sướng hơn gần bãi nhiều. Bởi vì thứ nhất là nó dài, thứ hai ti nó bự, cái thứ ba là mấy bác mua gì có đó, tiện được cái đó. Mua cái gì là có đó, trong cái cần này mua gì cũng có đó, được cái khỏe vậy. Thì đây, đầu bò nó cũng bự này. Nhìn này, dày, bự. Cái cần này chỉ có 700 nghìn một cái cần thôi. Rồi, ok, đây, em test nổ cho mọi người nghe tiếng máy. Hơi này. À, hơi này. Đấy. Đấy. Dây dịch trắng tinh nha. Con này dây dịch trắng lắm mà do quá trình em dọn dẹp á thì nó đen lại chút thôi. Đây. DD33. Rồi, thì nguyên comble này, nếu như mà mọi người mua thì bên em còn khoảng gần 30 cái đầu như này nữa. Thì mấy anh hỏi giá nó khoảng bao nhiêu? Thì thường giá nó cao lắm, bởi vì em vô cần mới. Em vô cần mới như này mà đã lên chế lên lửa. Và nếu như mọi người tự dọn thì mua chế, mua lửa, mua đủ bộ như thế này này. Có nghĩa là mua đủ bình xăng con này, có nghĩa là mua đủ hết luôn, không thiếu món gì. Lửa này, lửa 150 này, chế này, boe này, phíp này, phíp này. Thì đủ bộ như này nó khoảng gần 500. Đó. Nếu như mà muốn một con máy này mà ngon thì mọi người phải lên đủ từng này món thì nó chạy mới ngon được. Thì một con TD này thì nó rẻ thôi, nhưng mà khi mọi người lên đồ thì nó đắt. Đó. Lên chế, lên lửa, lên này, lên nọ thì chạy nó mới ngon được. Thì giá của nó bị đội lên. Đó là chuyện bình thường, mình muốn ngon là mình phải làm. Chứ còn nếu như mà không làm thì cũng đâu sao. Đó là thú thực là vậy. Thì đó tùy vào mọi người mua thôi. Rồi, ok, đây là xong cho anh khách. Con này là con số 10 ạ. Anh khách chốt thì em làm tâm tiết nhìn bự, nhìn đã. Ống cần 28 2 ly. Cần dài 1m6. Ok, xong nha.